Ai sợ? Nói. Chị. Hôm vừa rồi em kể đầu đuôi câu chuyện đi, em đi xe xe nhà. Đi xe xe bao nhiêu năm? Em bị xe xe từ ngày còn bé. Sau đó thì hôm vừa rồi đi học thì thầy hội có hướng dẫn cách để chống say xe. Thầy có hướng dẫn để cho chị dán lên một số huyệt đạo trên mặt này và trên tay thì thầy có hiệu quả. Dán những cái gì chị? Hai huyệt số 0 ạ. Hai huyệt số 0 này. Huyệt 143. Huyệt 19. Huyệt 63 và huyệt 127. Cộng với lại hai huyệt cốc ở hai tay này. Và hai huyệt nội quan nữa. Thì mình thấy sau khi dán thì mình đã cảm thấy người nó cũng ấm áp hơn và nó không bị dán cho người đi xe như bình thường nữa. Sau đấy thì lên trên xe thì gặp một cụ già cũng bị say xe, thế là mình còn mang theo ông sang tát nên là dán cho cụ thì hai bà cháu ngồi cạnh nhau, nên là cuối cùng kết quả cả hai đều không bị say xe. Chào mừng chị nha.